Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính chào sư phụ cùng toàn thể mọi người. Con tên là Đỗ Thị Thanh, đến từ khối Phạm Hùng. Hôm nay con có câu hỏi muốn bạch sư phụ như sau ạ. Điều giác ngộ thứ hai, kinh Bát Đại Nhân Giác với quan điểm tham muốn nhiều là khổ. Vậy nếu chúng con tham muốn làm giàu, phát triển kinh doanh, kinh tế và các công việc khác thì làm trái lời Phật dạy phải không ạ? Và như vậy, người Phật tử sẽ sống thụ động, không còn mong muốn tiền tài, danh vọng thì cuộc sống sẽ ra sao ạ? Con xin sư phụ chỉ dạy cho con được hiểu. Con xin tri ân sư phụ ạ. À, để chúng vỗ tay. Bạn Đỗ Thị Thanh ở khối Phạm Hùng có gửi câu hỏi lên cho sư phụ. Câu hỏi của bạn nói là hôm nay sư phụ giảng về cái điều giác ngộ thứ hai á, vào đa dục vi khổ. Thế thì bây giờ nếu mà các con mà tham muốn làm giàu, phát triển kinh tế, kinh doanh, các công việc, làm như vậy có trái với lời Phật dạy không? Thế và nếu mà là Phật tử mà thực hiện là tham muốn nhiều là khổ này, thì không còn tham muốn tiền tài danh vọng thì cuộc sống rất thụ động, nó sẽ ra làm sao? Đúng không con? À, đấy là chúng hiểu ý câu hỏi của bạn Đỗ Thị Thanh chưa? Bây giờ thì sư phụ xin trả lời cho con và đại chúng thế này nhé. Để trước hết ấy, với câu hỏi của bạn Đỗ Thị Thanh này, thì chúng ta cùng nhau phải ôn lại một chút nào. Sư phụ vừa mới giảng lúc nãy đó, dục á, nó là một cái loại năng lượng. Nếu có trí tuệ biết dùng nó thì nó trở thành thiện dục và có lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Còn á, nếu không có trí tuệ mà dùng nó để nó sai sử mình biến thành ác dục thì chúng ta sẽ khổ đau rất nhiều. Chúng ta biết là Phật Pháp mình có chia làm thiện dục và ác dục. Thì cái bài Kinh Bát Đại Nhân Giác ấy, là Đức Phật dạy chúng ta là phải trừ bỏ, phải giảm thiểu cái ác dục này. Đó. Thế và chúng ta biết Phật giáo không phải chủ trương là diệt hết các dục. Không phải như thế, không phải là tuyệt diệt các dục. Trong 37 phẩm trợ đạo có tứ như ý túc. Tứ như túc thì trong đó có một cái túc gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc thì các con biết nó là gì không? Dục như ý túc nghĩa là phải có cái ham muốn tu tập đầy đủ. Phải có cái lòng ham muốn tu tập, tinh tấn tu tập đầy đủ, đủ sức để đốt cháy phiền não mới chứng đạt được đạo quả. Cũng giống như là cái người mà đang cọ cây để lấy lửa. Nếu mà cọ một lúc rồi bỏ không cọ nữa thì không bao giờ có được lửa. Cái người cọ cây lấy lửa là phải cọ liên tục, liên tục, kiên trì, không nghỉ thì nhiệt nó nóng lên nó mới đủ sức để phát ra lửa được. Đó. Thế thì cũng vậy, cái dục như túc ở đây tức là người tu phải có cái khao khát, cái ham muốn tu tập một cách mãnh liệt để tiến tu, và có như vậy mới tiến đạo được, chứ không có cái ham muốn tu tập thì làm sao mà tu. Và trong 18 cái pháp bất cộng của Đức Phật ấy, các con biết ấy, là sao? Có một cái pháp đó là Đức Phật gọi là dục vô giảm ở nơi Ngài. Trong 18 pháp bất cộng tức là không chung với tất cả chúng sinh nào, không một ai ngoại trừ các Đức Phật ra có được 18 cái pháp đặc biệt này gọi là 18 pháp bất cộng. Thì trong 18 pháp này có một cái pháp gọi là dục vô giảm, tức là cái lòng từ bi, lòng mà gọi là cứu độ chúng sinh của Ngài không bao giờ giảm. Đó, dục vô giảm, cái mong muốn cứu độ chúng sinh của Ngài không bao giờ giảm. Đó. Như vậy thì Phật Pháp đâu có phải là tuyệt diệt hết các dục, đúng không các con? Không phải. Mà trừ là trừ những cái dục tà dục, ác dục, bất thiện pháp dục nữa. Đó. Thế còn cái dục tu dưỡng rèn luyện, cái dục cứu độ chúng sinh thì không bao giờ diệt ở một người đệ tử Phật cả. Cái dục này ấy, tuy nó cũng là dục mà cũng lại không phải là dục. Ở đây sư phụ nói các con cái câu này nó hơi khó. Cái dục này tuy là dục mà cũng lại không phải là dục. Gọi là cái dục diệt dục. Các con hiểu không? Đệ tử Phật là dục diệt dục,
tức là mong muốn diệt trừ những cái sự ham muốn ấy đi. Mong muốn diệt trừ ham muốn. À, đó. Cho nên ấy, gọi là ham muốn diệt trừ tất cả những cái sự ham muốn. Thì cái năng lượng dục này chính nó đã chuyển hóa thành một cái rất đặc biệt, đó là lòng từ bi, là cái tình yêu thương với tất cả muôn loài chúng sinh. Đó. Cũng là từ cái năng lượng dục này, nhưng tu tập nó chuyển hóa thành cái năng lượng từ bi. À, thì năng lượng từ bi gốc của nó cũng là năng lượng, mà gốc nó là từ cái năng lượng dục đấy, thưa đại chúng. Cho nên người tu tập thì càng tu tập thì càng từ bi. Những cái ham muốn ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xa nó dần dần nó hết đi. À, nó chuyển, đây gọi là không phải là nó biến mất mà nó chuyển hóa. Đấy, các con hiểu chưa? Chuyển cái dục đó. Cái dục ấy, nó được trí tuệ soi sáng, nó chuyển hóa trở thành cái lòng từ bi, lòng yêu thương mãnh liệt. À, đó, đấy các con thấy nhé, chứ không phải đạo Phật nói là diệt hết các dục mà là chuyển hóa dục. Đó. Thế còn ở đây Thanh có hỏi là nếu mà chúng con là Phật tử mà thực hiện theo lời Phật dạy và bỏ hết các cái dục này đi thì các con mà tham làm giàu, muốn kiếm tiền nhiều thì có trái lời Phật dạy không? Đấy. Thì ở đây Sư Phụ nói thế này, các con làm như thế này thì sẽ là không trái nhé. Vì đạo Phật ấy, chủ trương là diệt trừ, là trừ những cái dục mà xấu, cái dục bất thiện đó, ác dục đó nha. Cái dục mà nó làm cho mình đau khổ, nó đưa mình đến cái bệnh hoạn và nó đốt cháy chúng ta. Cái dục ấy thì cái dục ấy là phải diệt trừ. Vì thực sự nó sẽ làm khổ các con nhá. Thế còn ở đây trong cái việc làm ăn kinh doanh thì các con biết rồi, ở đời ấy, ai cũng phải làm. Đã đời thì đều phải còn ăn, mặc, ở, có rất nhiều những cái nhu cầu của cuộc sống, không thể không làm, không thể không có tiền, cũng phải có tiền. Đó. Thế thì các con làm thế nào? Đó. Thì trong khi làm việc, kinh doanh, làm mọi việc, các con đều làm sao? Đều phải biết có cái điểm dừng. Và đừng bao giờ để cái ham muốn nó trở thành thái quá, nó thiêu đốt làm khổ thân tâm của các con. Và thì nó trở thành tà dục đấy, cái ham mà nó thái quá lên. Như lúc nãy Sư Phụ giảng đấy, cũng cái ham muốn thôi, nhưng mà để nó thái quá thì nó trở thành tà, thành ác dục, làm khổ mình. Và thế nếu có con mà biết tu học Phật Pháp á, thì con lại học được cách buông bỏ. Nó rất tuyệt vời. Nào, người đệ tử Phật vẫn làm ăn, vẫn kinh doanh buôn bán một cách chân chính, nhưng họ biết buông bỏ và không bao giờ bị cái công việc nó trói buộc mình, nó làm cho mình khổ. Người ta biết buông và biết lo tu tập. Cái buông ở đây không phải là vứt bỏ, tức là khi làm việc thì làm việc hăng say hết mình, nhưng rời việc thì là biết buông, biết thảnh thơi, biết học cách thảnh thơi. Còn nếu các con mà khéo tu hơn nữa, khéo thực tập Phật Pháp hơn nữa thì các con vẫn làm ăn, vẫn kiếm tiền mà lại không hề bị tâm tham nó thiêu đốt, chi phối, làm khổ. Đấy, nếu khéo tu thì vẫn làm tất cả mọi việc mà các con vẫn không hề bị tâm tham nó thiêu đốt. Cái này các con có thể thực hiện được. Đó, bằng chứng là các sư, nhất là các vị Thánh Tăng, các con thấy các vị Thánh Tăng làm công việc nhiều lắm. Các ngài làm rất nhiều việc, lăn lộn vì chúng sinh, nhưng các ngài hoàn toàn không bị cái tâm tham nó chi phối chút nào. Các con thấy không? Phật Bồ Tát thì con thấy các ngài làm việc suốt ngày, các vị Thánh đệ tử Phật làm việc suốt ngày quần quật vì chúng sinh, đi giảng Pháp, đi giáo hóa, đi khắp đó đây, cứu độ chúng sinh. Các ngài làm suốt, nhưng mà các ngài có bị tâm tham nó chi phối đâu, không bị khổ vì cái tâm tham. Đấy, thế các con phải biết nhé. Thầy lấy ví dụ này để các con thấy cái trường hợp này nó có xảy ra. À, ví dụ như những cái nhà tỷ phú họ rất là giàu rồi, họ vẫn làm việc rất tích cực, làm ra rất nhiều tiền, nhưng họ không bị cái tâm tham tiền chi phối nữa. Đấy, Sư Phụ lấy ví dụ như là ông tỷ phú Bill Gates, ông giàu 80-90 tỷ đô la, và tiền của ông nhiều đến như thế, ông dành lại 98% tiền của ông làm từ thiện. Thế thì các con biết là ông không tham tiền nữa rồi, đúng không? Ông tham tiền thì tội gì ông phải làm từ thiện, ông phải giữ lại hết cho ông ấy chứ, cho con ông ấy chứ. Nhưng ông chỉ cho con ông có 2% trong số tiền ấy thôi, còn lại 98% là ông sẽ làm từ thiện hết. Thì biết là ông ấy không tham tiền. Ông vẫn làm mà ông không có cái tâm tham tiền. Ở đây Sư Phụ chỉ nói là cái tâm tham tiền thôi, còn những cái tâm tham khác của ông thì Sư Phụ không nói. Nghe không?
Chắc chắn là sư phụ nói ông Bill Gates ông không phải làm vì tham tiền nữa rồi. Đó, nhưng vẫn làm và vẫn đạt được rất nhiều việc. Các con hiểu không nào? Cho nên chúng ta vẫn có thể làm việc mà không để cho tâm tham nó chi phối. Thì người Phật tử chúng ta, cái vấn đề là các con học được Phật Pháp, biết dùng Phật Pháp để quản trị tâm mình, để điều phục tâm mình. Cũng giống như sư phụ cũng làm việc cả ngày, phụng sự mọi người, nhưng sư phụ không để cái tâm tham nó chi phối, không bị cái tâm tham nó đốt ở trong này. Các con hiểu không? Các con vẫn làm để kiếm tiền, nhưng không hề để tiền nó chi phối các con, không hề để cái tâm tham tiền nó đau đáu, nó thiêu đốt mình, nó nung nấu mình, không bị thế và không bị khổ vì tiền. Các con hiểu không? Vẫn làm và có thể làm ra rất nhiều tiền. Cho nên người Phật tử là cái người rất là hay, họ có kế hoạch làm việc rất trí tuệ. Và chính khi làm việc ấy, các con nhớ thế này này, trí tuệ mới làm ra tiền của, còn tham lam á, thì nó làm mờ trí tuệ, có khi lại là hỏng việc và mất cả tiền của. Chính cái lòng tham nó làm cho tâm trí chúng ta nó hắc ám đen tối con ạ, mờ mịt. Và rất nhiều người do lòng tham mà bị che mất trí tuệ, cho nên là hỏng việc, làm việc có khi bị dẫn vào những con đường sai lầm và tù tội đau khổ, sai lầm do lòng tham đấy. Thế cho nên ấy, người Phật tử chúng ta thì phải đoạn trừ lòng tham mà làm việc bằng trí tuệ. Con hiểu không? Cho nên các con vẫn kinh doanh, vẫn làm rất nhiều việc, lợi ích vẫn kiếm ra tiền mà ít lòng tham, không để lòng tham nó chi phối, vẫn hoàn toàn có thể làm được. Con nhé, đấy là sự thật. Mà cái này là bản thân sư phụ và rất nhiều các thầy cũng đã thực hiện thế này rồi. Chứ không phải lúc nào mình cũng cứ hừng hực cái lòng tham trong này chúng ta mới làm việc được đâu. Cho nên các con phải nhận diện rõ cái tâm sở tham. Nếu để cái tâm sở tham nó hừng hực ở trong tâm, nó đốt cháy các con thì các con sẽ rất khổ. Và nhiều khi do tâm tham đấy mình không làm được việc nữa đằng khác. Các con nhận diện ra cái tâm tham đấy. Nếu mà cái người mà cái lòng tham tiền nó nhiều quá, người ta gọi là tham thì thâm mà. Tham là thâm, thâm nó tối tâm trí lại, tối tâm mắt mũi lại, không còn biết được cái đường sáng, không biết được cái phương pháp tốt để mà làm việc nữa, hỏng việc. Trí tuệ mới sinh ra được phước báu công đức, mới sinh ra được của cải. Còn tham là làm khổ đấy. Cái tham dục kiểu này này, tà tham tà dục này này là làm khổ chúng ta, thì chúng ta lại cần hạn chế nó. Và chúng ta hoàn toàn có thể không tham mà vẫn làm rất nhiều việc. Đấy, các con biết bằng chứng là sao? Thời Đức Phật ấy, các vị vua chúa là đệ tử Phật, như vua Bình Sa, vua Ba Tư Nặc, ngôi cao gọi là cửu trùng, danh lợi người ta rất nhiều. Ông Cấp Cô Độc, bà Tỳ Xá Khư là những vị thương gia rất nổi tiếng, giàu có và bậc nhất thời bấy giờ. Thế thì họ, con biết là người ta phải làm rất là giỏi, phải không? À, người ta rất là giàu, và người ta cúng dường cho Tam Bảo hàng trăm triệu đồng tiền vàng, người ta không có tham tiếc. Và những người này đều là thánh đệ tử hết ấy. Mà đã là thánh đệ tử thì không có một ai có lòng tham nữa. Họ làm vua ở trên ngai vàng nhưng họ cũng không tham danh vọng. Họ làm thương gia rất giàu có, buôn bán rất giỏi, kiếm tiền rất nhiều, nhưng cũng không hề có tham ở trong đấy. Họ sẵn sàng bố thí từ thiện rất nhiều. Đấy thì các con mới thấy là không tham mà vẫn làm được việc đấy chứ. Có phải không? Chứ đâu là cứ phải có tham mới làm được việc đâu. Đó. Chúng ta là đệ tử Phật hoàn toàn có thể tu tập rất ít tham nhưng vẫn làm việc. Chúng ta vẫn có kế hoạch, vẫn làm được việc rất là tốt. Đó. Thế thì cái câu hỏi của con là sư phụ trả lời chỗ đấy. Thế rồi nữa, con nói là Phật tử mà không tham muốn thì tiền tài danh vọng thì sống thụ động. Thì con thấy đâu có thụ động đâu. Nghe không? Chúng ta là có một kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta rất là trí tuệ, vạch cho con đường cho chúng ta đi rất rõ ràng, và chúng ta chỉ việc đi thôi mà không phải đi với lòng tham. Cuộc đời chúng ta đi không phải đi với lòng tham, đi bằng trí tuệ con ạ. Đừng để lòng tham nó léo đéo theo sau, nó sẽ làm khổ chúng ta rất nhiều, nó che mờ mắt chúng ta đi và mất trí tuệ chúng ta nhé. Cho nên người đệ tử Phật thực hiện được lời Phật dạy chứ không phải là không trong cuộc sống này, miễn là các con nhận diện ra được cái tâm tham, làm chủ nó, chuyển hóa nó, thì các con làm được tất cả mọi việc, không bị khổ vì tham chi phối nhé.